Chào anh em là con gái miền Tây. Tay không to, không như lòng ngơ. Tay vẫn say cỏ, để nên là phóng cơ. Làm điều mình thích, điều mà họ không thích chơi đùa. Là con gái, ai cũng có điều bản thân mình. Thân hình con gái kỳ quá ha. Ở ngay chỗ này mà cũng có mông nữa kìa. Đồ ngốc, không phải là mông mà là ngực đó. Là ngực biết chưa? Là ngực sao? Chính là nơi mà em bé thích nhất đó. Và cả mấy thằng con trai cũng thích luôn. Trái tim nhớ thương mỗi anh thôi. Em thề là sẽ luôn ở bên nếu anh không từ chối. Đôi mày có hẹn thề ngọt trên môi. Ai còn tin những thứ xa xôi? Có lẽ phải tìm cách thoát tìm khác thôi. Ôi, con nhà ai mà xinh thế? Anh học marketing còn em luật kinh tế. Anh thề, anh hứa anh không làm gì hết. Cứ thế này thì chết ô xem đẹp không tì vết. Muốn nắm tay em nên thắp ép khen, bởi vì tình yêu chúng mình là họ. Chào anh em là con gái miền Tây. Tay không to, không như lòng ngơ. Tay vẫn say cỏ, để nên là phóng cơ. Vì anh không chỉ muốn cảm nhận em. Trời ơi, em ở đâu mà em đẹp quá vậy? Em cho anh số điện thoại đi. Không. Cho xin đi mà. Không, tao không có điện thoại đâu mà cho. Vợ tôi mất não, nhưng ít nhất cô ấy là người đàn bà mất não của tôi.
Vậy em cho anh số điện thoại đi. Không, cho xin đi mà. Không, tao không có điện thoại đâu mà cho. Trời ơi, em ở đâu mà em đẹp quá vậy? Em cho anh số điện thoại đi. Không, cho xin đi mà. Không, tao không có điện thoại đâu mà cho. What you gonna do with what you gonna do with all that? 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 All that